Phải hát tầm này sợ không bắt được sợ lại giống cái cây này nó phọt lên cái sau này giảm <laughs> sợ cái này sợ nhất cái này nhưng mà hôm nay là khối lượng vào lớn xác suất tăng là 70 phần trăm cái con này nhịp này vào là không nên không làm liều con này Bây giờ mua vào là phải đu Mà đu thì cái điểm cắt lỗ là nó hơi sâu ấy chị Giờ mua vào điểm cắt lỗ hơi sâu này 5% Nếu mua vào thì mình mình đặt ở vùng giá giá ấy nhá Vùng giá 8 này Vùng giá 8 Và chúng ta xác định đánh 2 tuần Chúng ta không mua đuổi nhá Mua đuổi lại cái gần cái đỉnh nó điều chỉnh cái khả năng là con này là sẽ có một cái nhịp này Mình hy vọng là có một nhịp này điều chỉnh chúng ta nó bọc lên thì mình ăn ở cái nhịp này thôi mình ăn ở cái nhịp bên dưới vùng giá 8 thôi quý chị nhá mình kê lại không khớp thì thôi nó đuổi nó không nên ngành dầu anh dầu đang nhịp quay mua đỏ bán xanh dầu này thì em em nghĩ là cái con này nó chưa thể lên được. Con này uh, mua vào nhưng mà dễ bị dễ bị dễ bị quét cắt lỗ ấy, <laughs> dễ quét cắt lỗ giống như cây này quét cái này nó có lên. mấy con anh đặt là hơi khó hai con anh đặt nó hơi khó mua thì đứng ngoài nhá tức là khi mà trường hợp mà nó khó quá thì chúng ta sẽ không chơi chọn con khác các vị SZC giá 20 dự tiệp SZC dự tiếp anh giữ nó khoảng 3 tuần nữa xem xét sau một cái vùng đó đấy vùng 38 là cái vùng mà 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 chúng ta kỳ vọng trong khoảng 3 tuần như vậy mà BSR đó mà BSR thì điểm mua bây giờ à bây giờ đúng vùng 16 là vùng cảng. điểm mua thì nó là sàn nó là sàn upcom mà thì chúng ta kê lệnh đi kê lệnh đâu đấy ở vùng 15 chấm 15.8 này 15.8 đi Mà bây giờ mà mua lên trên Cái cao cái thì lại gặp cái ngay cái cản Đâu đấy ở vùng 16.3 này thì không nên Thế là con này mua là gì Mua để mà đánh Đánh dài Đánh đâu đấy khoảng 3-6 tháng 3-6 đến 6 tháng thì mua Còn nếu mà đánh ngắn Thế cộng Thì cái nhịp này Không nên bởi vì cái cản này nó Nó gần quá Không nên được nó lên đây nó điều chỉnh Được có 3% là không nên Có này một mã cổ phiếu về doanh nghiệp tương đối tốt đấy Nhưng cái vấn đề là à, Nó tốt quá mà Tốt quá cho nên chả thấy giao dịch mấy nó, nó cứ ghi nhau để mà Để mà gom thêm hàng thôi Thế chúng ta mà nhỏ lẻ mà chúng ta mà vào đây là hay bị quét Hay bị quét cắt lỗ Thế đặt cắt lỗ ở đây phải tầm độ 10% Thì không bị quét nhưng mà 10% đi nắp của mình có chịu đựng đấy không? Đánh con này là phải phân bổ nắp Nó hợp lý Và xác định đánh dài thì đánh con này Tức là xác định đánh con này đến tháng 11 Thì xác định đánh con này là tầm vùng giá hiện tại Con này đâu đấy ở tháng 6 thì nó có nhịp điều chỉnh Điều chỉnh là giảm Thì chúng ta bán Tức là nó khả năng gì? Nếu mà tích cực nó lên đến tầm tháng 6 là, là nó giảm Tháng 6 nó giảm xong nó điều chỉnh Nó điều chỉnh về cái vùng uh, Vùng bên dưới này vùng nền này, này khẳng vùng nền này, này đó sau đó là một cái nhịp tích lũy đến tháng 11 đến tháng 11 nó lại tăng đấy thì theo cái 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 cái, chu kỳ cái cái, cái, cái nến này thì chúng ta nhận thấy thế nhá đánh con này phải đánh dài đánh ngắn thì không nên đánh tê cộng thì không nên cảm ơn chị thanh mai nhá chị thanh mai nhá À, chị thanh mai chụp em cái màn hình mà à, chụp em màn màn hình danh mục ấy bởi có nhiều cái mã mà nó khó ấy chị hỏi em nó tàn chụp chụp đồ thị đó <laughs> hôm qua có có việc ở trên ở trên ủy ban không ấy được không trả lời được chị đầy đủ chị thông cảm nhé APG APG thì sao APG đang điểm mua này. APG múc được này. Ồ con này mua được này. Con này vùng vùng giá 7 này mua được. Loan quanh vùng giá 7 này mua được nhỉ? Chơi được chơi được. Ồ hôm qua thấy thế mình múc con này nhỉ. Hôm qua múc đẹp quá con này ủa này. Chạm mây cái bật lên quý vị. Em đánh theo phương pháp mây mà. Cứ chạm mây cái bật lên, mây cái bật lên là chơi được con này chơi được. Vùng giá hiện tại nhé mua gia tăng chiều giữ mua gia tăng là xác suất tăng là 74 phần trăm bé giờ nên giữ biết giờ thì em cũng đang giữ em cũng đang em cũng đang gồng nói chung là cái cái tầm cái tầm giá đó thì nó liên quan đến gì nó liên quan đến khả năng chịu đựng bởi vì là sản áp bom nó chịu đựng nó giật mình phải cân đối giữ hay không thì liên quan đến cái việc mà tổng danh mục của quý anh chị tổng danh mục của các anh chị có có đủ khả năng để giữ hay không nó liên quan đến phân bổ vốn đúng không thế còn thị trường là nó phải lên 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 xuống xuống lên lên xuống xuống nó lên xong lại xuống nó xuống, nó xuống rồi lại lên <laughs> đặc biệt là những cái mã tốt mình cầm mã tốt thì mình chả có sợ cái gì cứ giảm mình mua tiếp đấy quan điểm em em đầu tư là như thế đúng không những cái mã tốt thì cứ gì phải, phải cắt mã tốt thì mua thêm nó giảm lại càng thích đối với những, những cái mã tốt thì nó giảm càng thích đó thì mình tận dụng cái gì dùng chiến lược là đánh hàng khả dụ rồi còn những cái mã đầu cơ thì thì không nói mã đầu cơ là phải đánh phát một phát một còn BSG mã mã đầu tư thế bởi mình phân biệt nhóm nhé nhóm mã mã nào là mã đầu đầu tư mã nào là mã đầu cơ thì mình xem doanh nghiệp doanh nghiệp của BSG doanh nghiệp tốt nhà nước nhà nước nó là cái túi tiền của nhà nước thế làm ra là mình cần gì phải phải sợ đâu cứ giữ thoải mái gì nói, nói dung là nếu mà đánh bet rồi thì thôi thì mình cứ càng càng xấu nhất càng múc đó đây em bảo thật bây giờ mà chúng ta cứ đụng phát lại bị quét cắt lỗ cho cái là là chúng ta lại cắt thì bị quyệt vốn quá chị đầu tư này ấy, có những người có những người vốn ít bị cắt lỗ nhiều quá là bị hết vốn là chúng ta không chơi được không? cái điểm mạnh của những người bị kẹp hàng đó là có thể ra bất cứ lúc nào thế thì cho những người những, những, cái hàng bị bị kẹp ấy kẹp những hàng cổ phiếu tốt thì càng tốt đối với quan điểm của em <laughs> mình tận dụng cái hàng mình chơi cái t t không t cộng được còn bây giờ các ông mới làm gì có hàng t không mà đánh đúng không ạ thì bây giờ tạo tự doanh nó cũng thế thôi nó cứ cầm những cái cổ phiếu tốt nó chơi nó chơi bây giờ mình mình có hàng rồi mình sẵn sàng bán tê bán tới không luôn, đúng không? Thế đâu là giá giảm mình mua lại giá thấp sao? cổ phiếu nó càng giảm thì mình lại cứ, cứ càng mua, thế thì nó hạ giá vốn, đúng không? lại càng tốt, càng nhiều hàng. <laughs> đúng không? Nói, giống, giống như cái chị bị kẹp, Vinamilk cứ kêu trời, Vinamilk cứ kêu trời thì cứ càng giảm càng nó giá bộ thế, đúng không? Đó là những bạn đầu tư nó khác thế mình bị nhập nhà nhập nhằng giữa đầu tư và đầu cơ là nó nó hơi bị hơi bị sai sai đúng không mỗi mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau hôm nay có thể vào mã nào được ở đây vừa nãy bác bác nào vừa vừa phím đây này ơi mã này mã ngay trên màn hình à, chị mai mà nay mua mã này luôn này mai mua mã này luôn kêu okay, giá bảy APG này luôn là đúng trên màn hình bác bác nào vừa hỏi cái mục luôn này, này, anh anh thắng này vào hỏi cảm ơn anh thắng nhá cảm ơn anh thắng đã phím cho bà con ok anh chơi luôn phím luôn vào